ông là ông Nam Hải á. À, đây rồi. Đó, thấy nó đó. À, đây 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 là những ông nhỏ. Ông nhỏ, ông nhỏ à. Nhân chào cả nhà nhé. Chào mừng quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại đình Trường Đông, thuộc địa bàn của xã Vĩnh, phường Vĩnh Trường của thành phố Nha Trang. Ngôi đình này thì có thờ rất là nhiều cá ông, mà có một điều rất là đặc biệt là những cái bộ xương của cá ông đã tồn tại vài trăm năm rồi nhưng mà không có phân hủy, mà đặc biệt rằng không có bảo quản gì cả, để nguyên thế luôn mà không có phân hủy nó vài trăm năm rồi. Thì bây giờ thật hư cái câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ hãy theo chân của Nhân để cùng tìm hiểu cái câu chuyện này nhé. Theo như lời kể của một anh giữ đình ở đây thì anh bảo là khu bên này hiện tại là thờ thờ bác. Đúng bác. Dạ. Bác là bác gì ạ? Đúng bác. Dạ. Đúng bác. Đúng bác hồn. Dạ. Dạ. Đúng bác cúng hết bộ. Dạ. Ở đây có một số chữ bị mục rồi. Chữ tích để làm á. Dạ. Bị tỉnh để làm á. Tích để làm. Hiện tại đây là bài vị của các liệt sĩ. Liệt sĩ. Dạ. Bây giờ mình sẽ qua cái khu thờ ông. Ông. À. Chú. Ở đây, con chú. Đây là lăng ông. Lăng phòng ở trên.
có thể là tháng 2 ngày 1 tháng 2 là dạ. Mình nấu vào đó. À, để em lấy cái đèn pin, à, bây giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ tất cả những cái bộ xương của cá ong được được bao lâu rồi? Trên trăm năm. Trên trăm năm rồi. Mình không có mở lên được nhiều. Không được đâu, Đó, tôi quay cái cục chưa? Đó. Cái này là bộ phận gì? Xương. Xương không, nhưng mà xương là xương của bộ phận gì? Hơi thấy hơi to này. Xương to, cái ông miệng bự lắm mày. Bự hết. Ông đeo xương mà vô nước cạn phải bắt than đồng đồng que que bên kia mới thấy. Người đứng đâu có thấy đâu. Đây là xương à? Xương á, xương á, xương con. Còn mấy ông này là ông nhỏ. Mấy cái này là đều nhỏ. À, cái này cũng là ông luôn á hả? Ông luôn. À, anh nó hết. Nhỏ. Ông đeo xưa nếu cầu cầu đi nào ông cao phải là bằng mấy nhẹ nè chứ mình rỗng á. À, cái này là cũng là thờ ông luôn. Ông liền pin rỗng thấy nè. Ông là ông Nam Hải á. À, đây rồi. Đó, thấy đó. À, đây là những ông nhỏ. Ông nhỏ. Ở đây mình để cũng khá nhiều à. Nhiều chứ, những cái ông nhỏ gì mình chôn xong tới lấy cốt cũng nhiều người chứ. Dạ. Họ đã chôn tới đây nè. Chôn món trước kia. Họ đã chôn xong rồi lấy lên. Lấy cốt. Lấy xong bây giờ để đây luôn. Còn cái to to này là sao? Là không hết. Ông hết luôn. À. Mà cái ông to nhất là ở dưới đây. Đó, ông đó, trên 100 năm. Ui ghê thế. Trên 100 năm mà cũng thấy cũng đâu có phân hủy đâu, còn nguyên. Đó, mình đâu có đụng chạm tới đâu. Vậy à? Nếu bây giờ mình đụng vô là nó thành cho. Ghê thế. Điện pin. Có vấn đề luôn. Quốc thì che rồi nó biết đó. Nó vợ nó giống như đó. Vợ cũng quốc giống như. Dạ. Ủa anh giữ định lâu chưa? Lâu rồi. Là tối anh ngủ của mình thôi mày thôi. Tối ngủ như vậy à. Anh ngủ trong định thì lâu lâu ban đêm có thấy hiện tượng gì không? Không mà. Ngủ bình thường hả? Là thờ cái gì anh? Thần. À là thờ thần hả? Dạ. À, có vào được không? Được. Dạ, cho em vào ngó tí. Hiện tại khu này là hiện tại để thờ thần. Dạ. Thank you.
Hiền. Dạ. Không biết là cái nguyên nhân gì mà lúc nãy nhân khi nhân quay trong cái điện của nơi thờ cá ông á thì cái đèn pin của nhân nó bị hư luôn. Chưa bao giờ mà nhân nhân gặp cái hoàn cảnh mà nó đặc biệt như vậy luôn. Lúc đầu là tưởng là hết pin, sau đó là thay pin luôn, mà thay pin mới luôn mà vẫn không xài được luôn. Không hiểu cái nguyên nhân gì mà thật ra là nhân không có nói xài đâu. Đây này, pin này. Thay bằng pin mới luôn á cả nhà này. Anh cầm cái máy quay giùm em đi. Nhân thay pin mới vô luôn này. Mà nó không có sáng nữa. Không biết lý do gì, lần đầu tiên gặp phải luôn. Hư luôn rồi. Hay là có lẽ là chắc là ông không muốn cho mình làm phiền nữa, cho nên là có thể làm cái pin mình nó hư luôn. Lúc đầu khi mình quay rất là sáng nhá, người tráng à. Có anh làm chứng này. Thì sau khi mình quay đập một xíu á, thì những pin nó có cảm giác nó chập chờn á. Sau đó mình nghĩ là hết pin. Sau đó mình mở ra mình thay pin mới luôn. Thay bây giờ là không có xài được luôn rồi, hư rồi. Thì có thể đó một phần nào đó chắc là liên quan tới tâm linh hay sao á. Đây này, có anh giữ đình làm chứng này. Đèn pin của mình nó bị hư luôn à. Đúng anh, nãy rõ ràng là em còn xài được đúng không, thay pin mới giờ cũng không được luôn. Thì có lẽ bây giờ chắc là nhân sẽ dừng cái video của mình ở đây. Thì cả nhà xem cái video của nhân, nếu mà cảm thấy thú vị thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho nhân. Để nhân có cái động lực nhân đi khám phá những cái nơi bí ẩn và những cái nơi mà tâm linh của Việt Nam á, nhân chia sẻ cho cả nhà được biết. Anh tên gì anh? Anh Quang. Anh Quang hả? À. Anh chào cả nhà đi. À.